Ê, ê, mày thấy đèn à? Không có đèn luôn. Mày trốn 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 đâu dữ vậy, đâu mà tấn công mình dữ vậy, là mặt cái coi. Thôi chào mừng bạn đã đến với mình, chào mừng, chào mừng, chào mừng bạn. Ôi thành bạn, thành máu, thành máu, thành máu. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến lại với mình lại một series mới nữa, tập tiếp theo của Metro Last Line nha. Xin mời mọi người cùng chơi với mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi ổ của nó luôn nha mọi người. Mình không biết chỗ này là chỗ nào luôn á, mình thấy tối thui à. Nói chung là mình phải chuẩn bị lựu đạn sẵn. Ok, đây là cầu thang. Ê, nó gọi thấy mình hay gì á. Nó có súng nhắm mọi người, vẫn tỉ á. Súng nhắm của nó đâu ta? Thấy rồi. À, núp ở đâu không thấy nó luôn, nó có trốn trốn không? Này thấy nó rồi. Chết hết rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi.
Sóng máy sóng đi tiếp luôn mọi người. Ôi ôi, giết nó luôn, giết nó luôn. Rồi mình có bạn này giúp rồi. Ok. Cái con đắc qua nó cứu mình rồi. Oh, bản thân mình giờ bữa nay mình mới nhìn thấy bản thân mình trong gương nha mọi người. Hai, xin chào, mọi thứ ổn đấy, làm cho bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải bảo vệ đúng, không có gì xảy ra. Nhìn có vẻ như một cái gì đó. Now it is your turn. Bây giờ đến lượt của bạn, đồng chí Morozo. Chúng ta phải cố gắng. Chúng tôi đã gặp rủi ro như vậy, tôi nghĩ bạn có thể là một số. Yes, ra khỏi Venezuela, những tên cướp của anh. Ta nghĩ rằng tôi là một trong số chúng. Tôi biết chi tiết. Yes, Comrade General. Tôi biết thành công không còn biết kết quả. Vâng, thưa đồng chí đại tướng. Chúng tôi. I have a trump card. You. Nó bị bệnh gì vậy? Situated. And you will have to handle. Bà bạn sẽ phải xử lý quảng trường đó. Đó. Bà Ven. Nó là nhất, không có ai khác mà chúng tôi có thể tin tưởng với nó. Đừng lo lắng, chúng tôi quá mệt mỏi, cần phải dừng lại. Thật thú vị. Ok, mình lấy dao. V là giết, E là knock out. Thử bấm thử nút E nha mọi người. He is very bad. You're right. Feeling is worse. Rồi, bắt chịu rồi, giết nó làm gì? Bắn đầu nó được không? Không được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Ai vậy? Thôi, đi theo. Thôi, đi theo nó nè mọi người. Thả xuống đó mọi người. Thì vậy đó được gọi là ghê quá.
Cái này nói về 2030 mấy á. Như gia đình đã chết hết. Thấy cũng hơi thảm quá mà chiến tranh hạt nhân. Nghe tiếng nè. Gì rồi nó. Ok. Nó luôn rồi. Hết rồi, mình không thấy đường nữa mọi người ơi. Sắp hết ống thở rồi. Ít vô. Rồi mấy ngôi nhà này nữa. Thôi hạt nhân tới. He does not understand that he's dead. He's still waiting for his mother. But she is not coming. Ok. Anh ấy đã chết, anh ấy vẫn đang đợi mẹ. Không đến của tôi bởi vì những người bạn đã giết tất cả. Xuống cái lỗ này. Ok. Chẳng biết điền nào luôn, tối thui thôi à. Ở dưới đây là cái tàu điện ngầm lại chô á. Đúng không? Bị nổ qua bom hạt nhân á mọi người chắc chết hết á. Mình đang đi trên tàu điện ngầm. Nó cho mình thấy cái cảnh đó. Nó không phải là một cái bóng bản thân bạn từ lâu, từ rất lâu rồi. Nó sắp hết máy thở rồi, ngồi mà kể chuyện hoài. Này còn tối tối hơn nữa.
Có máy thở của người ta gì không? Tối quá mọi người. Phải kịp chứ. Phải thấy đường luôn á. Không được nữa hả? Nước đi xuống thôi. Vậy ở đây quá. Đúng rồi. Lệnh kéo xuất hiện tại Stan. Hãy nói cho chúng ta tất cả những điều tôi biết. Và mục tiêu của tôi sẽ chỉ là một bước. Hãy tránh xa đó, tất cả sẽ trở lại ngay. Tiếp tục đường hầm nha mọi người. Lúc rồi. Lẹ lên đi. Cảm thấy chúng sợ ghê vậy. Mà quái quá. Đi nãy giờ vòng khu này chán quá. Thì dắt mình đi đâu rồi. À, mệt thiệt luôn. Ôi đông dữ vậy. Đi nào đây giờ đây? Buộc phải lên đường này rồi mọi người. Không thể nào né tránh. Ok. Vậy cái gì đây? Cái gì ghê vậy? Ok. Sẽ chết đầy luôn mọi người. Lấy đạn thôi chứ sao giờ. Alo, không có gì luôn. Là bốc khói rồi. Muốn đường đi lên hả ta? What the fuck? Chết rồi. Mày chạy tao à? Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì không nổi?
súng phải mạnh vậy mới sợ mình. Rồi, đổi mặt nạ. Hồi tối lắm, mở đèn lên cho một cái đi. Ủa vậy vô đây không có làm gì được hả? Tiếp nữa hả? Vô hang ổ luôn rồi giờ. Ta đang trong hang ổ của nó đây. Giờ chúng ta làm gì đây? Thấy có đèn xanh kìa. Ôi, đi theo nó hả? Đi đường nào đây? Chạy lên, chạy lên, lên, chạy lên. Ôi, chết rồi, chết rồi. Ui, trời, vô lòng con gì luôn rồi. Chỉ đi vậy mày. Don't stand. I will help. Don't stand. À. Đừng sợ, đừng sợ. Do not disturb them, Marty. Stay close to me. Trời ơi, sắp chết rồi mọi người. They've been here for so long. Lots of them. But they are all lonely. Đi theo nó rồi kìa. Only fear and pain. Đau đớn họ không phải rời bỏ đi. Giống như xuống 18 tầng địa ngục. Cảnh tượng này, cảnh tượng này ghê quá. Ma quái quá. Ok, bây giờ mình đi đâu đây? Chắc mình phải đi lên cầu thang này phải không? Dắt mình nè. Chúng này bắn sao ta? Thôi đổi bài xuống luôn đi. Đúng rồi. Ủa gì vòng vòng vậy? Rồi xuống nha. Ủa mình mới đi lên mà. Vô đường ánh sáng này nữa, đi đâu đây? Con ở đâu rồi? Tao hoài mày. Họ muốn khói hả? Kệ nó nè. Ô, ô cái này. Bắt đầu rồi. Nó đi đâu lẻo vậy? Ok. Người chết không mà khu này. Opa, one more. Lift your weapon on the ground and hand.
Opa! One more! Leave your weapon on the ground and hands behind your head! I will be there. You can't do it! You might have to run out of time. You can be together with the weapon, okay? Comrade, your special order is directed from Comrade Corbus concerning this very ranger. We are to eliminate him. Pirate Will! Don't stand. I will help. No more. Too tired. Khoảng ghê à. Đâu rồi. Thấy à. À, nó tới rồi. Có lũ đáng. Cái luôn. Wait, không được. Trời, trận chiến này thấy mệt à. Nó xuống. Này, đèn quá trời luôn. Chú cái đầu cái. Không chết luôn á. Cái gì mà bắn hẳn thanh mới được. Ba cho mấy chục viên. Rồi. Bắn quả em chết này ta. Còn nào nữa, còn này nữa. Độc quá hả. Vô. Chơi hết đạn luôn, không tiết kiệm nữa. Ngồi thấy nó rồi.
khỏi súng. Trời, súng kỳ có 2 viên như không. Ai vậy? Thôi, 30 mấy chục viên luôn. Má tướng. Mày giữ mặt với anh đó mày. Nó đâu? Cho mày 2 trái. Ôi. Mày không à, quăng đâu mà bơm mình. Ra đây. Lú đầu qua đây. Cho mày trái nữa mày. Láo mày, vừa bắn lên vừa nhạo mình. Má dính tưởng với nó rồi. Thôi dính đạn rồi, dính đạn rồi, dính đạn rồi, chạy lên. Chạy lên, chạy lên. Dính đạn rồi. Dính đạn rồi. Come up here, man! I can't shoot you anymore, but I can still put a hole through your head if I see it. It isn't great. Help me. Just sadness. I don't understand. Mày cái mày. Chết chưa? Ủa nó đi đâu rồi? Ủa nó chưa chết nữa mọi người. Gỡ mặt nạ luôn không? Yeah, not that. That's my boy. That's my boy. Mày muốn về? Thirty months. Muốn cái đầu mày giờ. Giật nó. Chặt cổ giết nó. What is this? Fuck. You looking to peace pulls on me? Giết nó. Nó. Okay. Vậy là mình đã giết được chùm rồi mọi người. Mày đã bắn súng dữ lắm á. The virus kills fast. And goes inert fast. If we can get enough of it, clearing out the whole metro is possible. But we must capture D6 first. Thus, Comrade Morse, you have only one chance to pull this off. The Order has good fighters, but there are too few of them to cover all the entry points. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giây phút này nha. Nói chung là mình cũng nghe gán đi hết cái server này nha. Rồi, hy vọng tập sau mọi người ủng hộ mình tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.